người đàn ông 38 tuổi ngụ tại Tây Ninh đem cả con rắn hổ mang cắn mình đến bệnh viện để cấp cứu gây xôn xao. Được chuyển viện từ Tây Ninh lên bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh điều trị, bệnh viện đã phải truyền 15 lọ huyết thanh kháng độc đặc hiệu để cứu bệnh nhân. Chiều tối ngày 19 tháng 8, mạng xã hội xôn xao hình ảnh một người đàn ông mang theo con rắn hổ mang lớn ngồi trên băng ca cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh. Tin ban đầu cho hay, người này bị rắn cắn nên bắt luôn con rắn đến bệnh viện để các bác sĩ biết loại rắn gì để có phương pháp điều trị. Diễn biến vụ việc rắn cắn. Theo lời người nhà nạn nhân cho biết, khoảng 7 giờ 30 ngày 19 tháng 8, khi đang làm thuê trong vườn mãng cầu ở xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, khu vực giáp danh núi Bà Đen, Tây Ninh, anh PVT phát hiện con rắn. Con trai anh T kêu cha bỏ chạy, nhưng do gia đình rất khó khăn nên anh T tiếc và quay lại bắt con rắn rồi bị rắn cắn vào đùi phải. Sau đó, anh chụp được đầu con rắn, tự lấy dây buộc ga rô và thông báo cho gia đình đưa mình cùng con rắn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh kể vào thời điểm tiếp nhận bệnh nhân T bị rắn cắn. Cả khoa cấp cứu lúc đó náo loạn, ai nhìn vào cũng thấy ớn lạnh. Lúc đó, con rắn đang trên tay anh T còn sống, cả người con rắn hổ mang quấn chặt cánh tay anh T. Các bác sĩ đã dùng băng keo dán miệng rắn, sau đó anh T tự thả con vật còn sống vào bao. Ban đầu, bệnh nhân rất tỉnh, nhưng sau gồng người, tím tái, thở gấp, phải cho thở máy. Nhận thấy tình trạng nguy cấp, các bác sĩ tại đây đã rửa sạch, dùng nẹp cố định chi bị cắn để hạn chế tối đa nọc độc rắn khuếch tán và được quyết định chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy, nơi đã dùng tổng cộng 15 lọ huyết thanh kháng độc dự trữ để chữa trị cho anh. Tại bệnh viện Chợ Rẫy, con rắn cắn anh T được xác định là rắn hổ chúa, cân nặng 4,6 kg, dài 2,5 m. Vào trưa ngày 19 tháng 8, khi bệnh nhân được Bệnh viện Tây Ninh chuyển đến khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng liệt hoàn toàn cơ tứ chi, cơ hô hấp, đồng tử giãn 4,5mm, phản xạ ánh sáng âm tính và bệnh nhân đang được bóp bóng giúp thở qua nội khí quản. Xác định bệnh nhân có biến chứng nhiễm độc thần kinh nặng do rắn hổ chúa cắn, nên các bác sĩ đã nhanh chóng chuyển lên khoa bệnh nhiệt đới của bệnh viện để điều trị. Ngay sau đó, các bác sĩ cấp cứu nhanh chóng đưa bệnh nhân vào khu hồi sức tích cực, cho thở máy và hội chẩn với đơn vị chống độc, khoa bệnh nhiệt đới và định danh chính xác bệnh nhân bị rắn hổ chúa cắn vùng đùi. Các bác sĩ đã cho bệnh nhân thở máy và sử dụng 10 lọ huyết thanh kháng độc rắn hổ chúa đặc hiệu cấp cứu bệnh nhân. Liền sau đó, bệnh nhân bắt đầu có phản xạ và nhúc nhích đầu ngón tay, chân, mí mắt cử động nhẹ. Một giờ sau, sức cơ bệnh nhân cải thiện nhiều hơn, mở 1/2 mắt và đồng tử co lại, có phản xạ ánh sáng. Đêm ngày 19 tháng 8, bệnh nhân tiếp tục được dùng tiếp 5 lọ huyết thanh kháng độc rắn và sức cơ cải thiện hoàn toàn, mở mắt to. Đến sáng ngày 20 tháng 8, bệnh nhân đã tỉnh, sức cơ tứ chi hồi phục hoàn toàn, đồng tử về bình thường, phản xạ ánh sáng tốt. Bệnh nhân đã được dùng máy thở và tự thở qua ống nội khí quản. Chị PTNT, 28 tuổi, vợ của anh T chia sẻ, hiện nay tay chân của chồng chị đã được cử động được sau khi bị rắn hổ mang cắn, song phần ngực của anh vẫn bị sưng. Rắn hổ mang chúa độc như thế nào? Theo các bác sĩ cho biết, rắn hổ chúa là loài rắn to lớn và độc tính cao, nên dân gian hay nói khi bị rắn hổ chúa cắn thì bước không quá 3 bước. Thường nạn nhân bị rắn hổ chúa cắn thì nọc vào tim rất nhiều và có thể tử vong khi nọc độc làm liệt cơ tứ chi, cơ hô hấp nhanh chóng nếu bệnh nhân không được vận chuyển nhanh chóng đến cơ sở y tế. Nọc độc rắn gây tổn thương cơ tim và tử vong. Khuyến cáo khi đi vào rừng và cách xử lý khi rắn cắn. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang, khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo: khi đi vào những vùng rừng núi, bụi rậm, người dân nên sử dụng các loại giày cao su, dùng gậy để khua và đánh độc các loại rắn tránh ra xa. Rắn hổ mang có đặc tính có thể chủ động tấn công khi bị xâm phạm lãnh thổ nên rất nguy hiểm. Khi lỡ bị rắn cắn, tốt nhất cần ra khỏi khu vực nguy hiểm càng sớm càng tốt, hạn chế cử động vùng bị cắn. Tránh làm khoách tán nọc độc và đến cơ sở y tế gần nhất. Bệnh nhân nếu không mang rắn được tới bệnh viện thì có thể chụp hình hoặc quan sát lại rắn cắn mình để giúp cho bác sĩ khai thác thông tin dịch tễ. Bác sĩ Sang có cho biết, người bị rắn hổ mang chúa cắn thường tử vong do hai nguyên nhân. Đầu tiên là bị liệt cơ tứ chi, cơ hô hấp. Lúc này nếu không được xử lý cấp cứu kịp thời, bệnh nhân sẽ tử vong do ngạt. Ngoài ra, có thể nọc độc sẽ tấn công làm tổn thương cơ tim, dẫn đến suy tim cấp. Ở nơi bị nọc độc chích có thể gây nhiễm trùng, hoại tử mô. Sau khi bị rắn cắn, bệnh nhân cần nhớ màu sắc, hình dạng con vật để giúp bác sĩ xác định loài bò sát và đánh giá độc tố. Trong trường hợp anh T mang con rắn đến, sẽ giúp bác sĩ nhanh chóng chỉ định loại huyết thanh phù hợp và sẽ nắm được biến chứng có thể xảy ra để theo dõi, điều trị cho bệnh nhân. Theo bác sĩ Sang, rắn hổ mang có nhiều loại, riêng rắn hổ chúa có kích thước rất lớn, độc tính cực mạnh. Khi nạn nhân bị rắn hổ cắn, lượng độc truyền vào người nhiều hơn những loại khác.